Alo, hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục về cái dòng máy nổ Kabuto. Dòng này thì hiện tại là như vậy là bên mình đã bán rất là nhiều rồi và được tất cả là các bác ủng hộ, cũng như là nó khá là đẹp, mà phải nói là quá đẹp và quá xuất sắc. Kabuto nhập khẩu của Thái 7.0HB, Kabuto 170L. Con này thì được thiết kế cho mình là mang một cái màu sắc, đó là màu cam. Màu cam đen khá là đẹp. Ở trên bình xăng thì dập nổi là Kabuto này. Và nó sử dụng là nắp gài, xăng thì nắp gài ha. Động cơ giật nổ này, con này thì nó được cái là nó hỗ trợ cái vấn đề là hỗ trợ về như là trợ lực giật nổ ha. Nó rất là dễ nổ khi mà các bác lớn tuổi. Thương hiệu của Kabuto. Thì Kabuto thì anh em cũng thấy này, các bác thấy này. Kabuto 170L này sản xuất năm tháng 8 năm 2024. Về cái lốc máy của nó thì nó làm rất là dày, cực kỳ dày ha. Và cốt sử dụng là cốt 19 này, và nó có chốt poly đầy đều nha. Sử dụng cốt 19 nha. Quá đẹp, quá xuất sắc. Rồi, về nhông của nó thì cam kết cho mình là nhông thép này 100%, và xuất xưởng thì được kiểm tra rất là kỹ càng. Về cái phần bô lửa của nó làm cũng khá là dày này, bô lửa cực kỳ dày. Còn đây là phần cái bô gió của nó đây, thì nó cũng thiết kế rất là dày dặn nhá, rất là dày dặn. Đây, tháo ra cho mọi người xem này. Những cái thông thường những cái dòng rẻ tiền ấy thì người ta thiết kế nó sẽ là phần về cái phần đơn giản hơn. Còn về cái phần bô gió này thì nó sẽ thiết kế dày dặn hơn so với những cái giá thị trường mà nó rẻ. Thì cái bô gió này nó làm cũng rất là chắc chắn nha, cũng như dày dặn ha. Rồi, như vậy là nó thiết kế khá là đẹp để cho mà hoàn thiện một cái máy như thế này thì phải nói là không còn cái gì để mình phải bàn thêm ha, bởi vì nó quá là xuất sắc rồi. Rồi tiếp theo cho mình là về cái khóa mở xăng này. Đây là cái phần khóa mở xăng, và cái này cái e khi mà mình giật nổ thì mình sẽ kéo cái e về, và mình giật nổ xong thì mình sẽ tả cái e lại ha. Còn đấy là về cái phần ga, ga tăng lên ha. Rồi, cái nắp trục của nó là rất là dày. Nói chung là về cái bộ phận này thì mình thấy nó quá là ok. Hôm nay thì mình review lại thôi. Cái bình xăng của nó thì design in Japan, sản xuất 2024 ha, tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam. Rồi, thương hiệu của Kabuto là thương hiệu nhập như là nhập Thái là nguyên con. Con này thì nó sẽ là dòng tua nhanh và cốt ngang, thì nó sẽ có vòng tua từ 3.600 đến 3.800 vòng trên 1 phút. Thì những cái dòng này nó sẽ thay thế cho những cái dòng motor về điện. Mình có thể là bơm thuốc sâu, chạy ghe, chạy thuyền. Đặc biệt là các bác nào mà hút bùn, nói chung là nói tóm lại là làm việc nặng thì mình liên hệ mình lấy con này. Và cái độ bền của nó vẫn là cái độ bền, vẫn là cái xuất sắc, bởi vì mình đã bán rất là nhiều. Và cái giá thành của nó cũng khá là rẻ thôi ha. Đó thì dòng thương hiệu Kabuto hôm nay thì mình lên lại. Kabuto 7HB này là rất là ok rồi. Là tại mình bán nhiều, nhất là đặc biệt là các bác ở trên các tỉnh miền Tây á, thì các bác mua cái dòng này thì rất là nhiều. Với cái trọng lượng của con Kabuto này thì anh sẽ cân máy lên lên. Rồi, nó sẽ có trọng lượng là 13 cân nhá. Trọng lượng là 13 cân. Với cái máy này thì được bảo hành của hãng là 1 năm. 1 năm bảo hành, và máy đi kèm có mở buri và phiếu bảo hành đầy đủ nhá. Khi mà mình mua một cái sản phẩm mà máy chính hãng ấy ha, thì nó luôn có phiếu bảo hành. Và đặc biệt là của hãng thì khi nào những cái linh kiện, những cái phụ kiện của nó thì luôn luôn là có sẵn cho các bác để mà thay thế. Nói chung với cái dòng này thì các bác mà am hiểu về cái dòng này thì thật sự là nó cũng rất là dễ dàng khi mà vận hành cũng như là lúc mà mình sửa chữa ha. Rồi, thì như vậy là Kabuto nhập Thái nguyên con 7HB. 7HB này thì hôm nay em mình sẽ test. Con này thì em mình đã đổ nhớt và đổ xăng rồi ha. Cái này thì mình sẽ châm nhớt. Cái vấn đề ở châm nhớt ở đây, và mình đổ xăng, đổ nhớt vào, và khi mình nhớ là cái công tắc mình bật xuống là on. On tức là nó là sẽ bật sang cái chế độ mở ha. Rồi, về cái phần khóa mở xăng thì mình đã mở sẵn rồi, còn cái E thì mình sẽ kéo về ha. Kéo về, và bây giờ mình sẽ tiến hành giật nổ. Thì khi mà nó nổ rồi thì mình sẽ gạt nó lại ha. Rồi, bây giờ em mình sẽ tiến hành giật nổ này với cái động cơ mà chạy xăng. Rồi tả về ha. Với cái động cơ mà chạy xăng ấy. Rất là ok. Thấy chưa? Máy chạy rất là êm. Tiếng nổ của nó rất là giòn. Nổ cực kỳ là ok. Đấy. Rồi, đây.
tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Đó. À, với những cái dòng mà nhiều các bác là cứ hỏi là Minh ơi có cái máy chạy dầu không? Thực chất thì máy chạy dầu thì nó cũng có cái độ bền rất là tốt. Nhưng mà các bác mà lớn tuổi á thì các bác mà khi mà các bác vận hành máy mà để mà giật nổ á, thì nó rất là nặng. Và thậm chí là nhiều bác là cũng là tai nạn nghề nghiệp luôn, có nghĩa là gãy răng luôn, bởi vì nó bật rất là ghê gớm. Cho nên là em cũng khuyên các bác là những bác nào mà lớn tuổi á thì bác dùng máy xăng. Thì bởi vì sao? Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng khi vận hành máy ha. Và chi phí của nó cũng rẻ ha. Đó, nhưng mà còn là dùng sử dụng mà đầu mà dùng bằng dầu bằng đầu á thì nó rất là nặng luôn. Đấy, bằng xăng thì mình sẽ bật này, bật công tắc này ha. Mình bật gạt cái E về. Đây các bác này, một con máy mà nó thiết kế này ha. Bây giờ mình sẽ giật nhẹ nhàng là nó nổ nhanh em. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Thật sự là với cái động cơ mà chạy xăng ấy, thật sự là nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng, êm ái. Đặc biệt là mình lớn tuổi rồi thì mình chơi cái này quá là ok. Quá đã. Máy đẹp nhá. Quá đẹp luôn thật. Thật sự là Kabuto không làm mình thất vọng. Bởi vì mình đã bán nhiều rồi. Đó. Rồi. Cho ga về ha. Đó, thì như vậy là hôm nay em mình lên cái mẫu Kabuto 7HB cốt thắng thì phải nói là tuyệt vời. Tuyệt vời các bác ạ. Đã bán nhiều. Đã bán rất là nhiều ha. Ngoài ra thì em mình còn về rất là nhiều nhiều cái thương hiệu khác. Như cái con này là con máy nổ bia cốt xéo. Con này là con 6 ngựa rưỡi này. 6 ngựa rưỡi cốt xéo này. Con này nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Con này nhập khẩu của Hàn Quốc luôn. À, máy đẹp xuất sắc. Về là mấy trăm con một lần này. Đấy. Đây mình review luôn thêm cái mẫu này cho anh em mình luôn này. Máy nổ bia của xéo này. Đây. Con này là con này mình bán nhiều lắm. Con này rất là nhiều video mình lên rồi. Đây máy nổ bia ha. Bia là BE200R, R tức là 200 tức là 6 người rưỡi cốt xéo này. Đó, đẹp chưa? Nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc luôn. Đó, cốt xéo nha. Lốc máy này, bia 2024 này. Lốc máy cực dày ha. Đây, đây là con lốc. Chứ là dòng này là dòng nhông truyền. Nhông truyền thì nó sẽ truyền tải qua cái này ha. Là gọi là người ta gọi là cốt xéo này. Bình xăng của nó là bình xăng nắp vặn này. Đây, bình xăng nắp vặn ha. Đó, này quá đẹp luôn. Con này buji của nó là Huji. Bình xăng con của nó là Huji này. Japan của Nhật này. Đó. Con này rất sắc sắc luôn. Con này con cốt xéo nhá. Đó, anh em nào mà cần cốt xéo thì liên hệ với em Minh luôn. Đây. Con này nó có trọng lượng là 15 cân. Nha, trọng lượng là 15 cân ha. Đó là con cốt xéo nhá. Cốt xéo máy nổ bia của Hàn Quốc này. Đây là 200 này, còn 230 em có luôn. Nhưng mà hôm nay là clip này là em giới thiệu cho anh em là máy nổ Kabuto 7HB cốt thẳng. Rồi, như vậy là cái chương trình hôm nay thì em mình sẽ là tặng kèm cho mình là một bình xăng con. Tặng kèm một bình xăng con nhá. Để khi mà anh em mình có cần 2 năm, 3 năm sau mà anh mình có cần thay thế thì đã có sẵn cái bình xăng con. Rồi, chương trình thì tặng kèm thêm cho mình là một cái buri luôn. Một cái buri nhá. Buri này để cho mình... như vậy là khi nào mà mình cần thiết thì mình thay thế luôn. Bộ đi nào mình tặng đầy đủ luôn. Để ra cua. Đây. Bộ đi cực kỳ xịn sò nhá. Thấy chưa? Đấy, để mình ra cua nhá. Sau này có hư hỏng là mình thay luôn. Không phải đỡ phải mất ra mua ha. Như vậy là cái bình xăng con này thì giá của thị trường cả 200. Cái buri này cả 100.000 là 200 là thành 300.000. Thật ra thì con máy này giá của thị trường của nó là 2.1 triệu. Giá của nó là 2.1 triệu một con.
Và bây giờ chương trình thì em mình sẽ giảm là 300.000, về còn lại là 1 triệu 9 nhá. 2 triệu 1 giảm 3, giảm 2 triệu 1 giảm 300.000 là về còn lại 1 triệu 9 bao ship. 1 triệu 9 bao ship tặng kèm cho mình là một bình xăng xăng con, một cái mở cái buri để cho mình thay thế linh kiện khi máy mình cần thiết ha. Với mức giá ưu đãi 1 triệu 9. À, giá của nó là 2 triệu 1 ha. Rồi như vậy là còn 1 triệu 9 bao ship về đến tận nơi tặng đủ quà cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ alo cho mình. À, alo số điện thoại góc trái màn hình để được đặt hàng, cũng như hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, bởi bên em mình bán hàng là uy tín rồi. Nha, mức giá tuyệt vời nha anh em. Hôm nay hàng hóa của bên em mình này đi rất là nhiều. Thời gian là dành để tranh thủ 5-3 phút để làm video cho giới thiệu cho anh em. Đây hàng đóng đây, đây. Đó. Quá đời luôn. Đấy, cửa hàng của mình là như vậy đó ha, to chà bá, vật vã ở trong miền Nam. Thì bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bây giờ em mình xin khép lại cái chương trình máy nổ thương hiệu đến từ Kabuto, bảo hành sản phẩm 1 năm cho anh em, đến từ hãng Kabuto nhập khẩu Thái Lan. Xin được chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin được chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.